Đứng yên đây đi, đứng yên đây đi. Khùng quá, nó không có chạy tới đây đâu. Ổng không có tới đây đâu mày, yên tâm đi, tao chơi nhiều lần rồi. Tới đây nè, cái khúc này nè, tao bị nhiều lần lắm rồi mà không có bao giờ ổng tới đây hết á. 12 seconds later. Chiếu ổng đi rồi nhảy xuống hậu, chiếu ổng đi rồi nhảy xuống. Chết rồi tao rồi, ổng ơi tao nhảy xuống không được. Mày yên tâm đi, tao hết tao chơi khúc đó nhiều lần rồi, tin tao chưa? Cầm xăng lên trên kia đi. Mày đừng có đánh đèn. Ủa làm lẹ vậy? Có gom xăng lên chưa? Chưa. Làm luôn cho nóng. Đánh đèn chỉ tao. Làm luôn cho nóng. Có đem xăng lên chưa? Được, anh chưa có bình nào đâu, em đang cầm đâu. Nói mày nghe nhá. Có khùng điên quá không vậy? Vậy cũng ngồi mày nghe tao nói nữa. Có khùng điên quá không vậy trời? Tự nhiên cái tao nói mày nghe nha, cái im luôn. Có hai kiểu người gây khó chịu là biết là gì không biết nữa. Kiểu bọp. Top 1 đang ngói cái ngừng. Vậy top 2 thuộc kiểu top 1 rồi. Nhảy mày đâu. Cái đội hình này có biết chơi ghê không vậy? Bắt ma, bắt ma mọi người ơi, chúng ta đi bắt ma. Rồi gán chơi hay hay cho mọi người coi nè. Không gán chơi hề hề cho mọi người coi. Chơi đồ. Không biết bắt ma hay ma bắt. Ủa? Không gì đây. Ai đang chạy trước mặt đây? Phá đảo luôn tranh này được không mọi người? Cố lên mọi người. Ok, okay. Lấy gì gấp vậy, gấp vậy, gấp gì đẻ thì gấp dữ. Phá đảo luôn tranh này mọi người ơi. Ủa cái chỗ đi về đâu rồi? Trời ơi, tôi bị lạc ngay chính cái chỗ tôi bị lạc luôn chứ. Cái the fuck cái gì vậy? Biết nói chuyện cái gì? Cái giá đâu? Cô đơn gần kề, anh lăng thang trên lối về. Ôi xin đồng cổ, đeo. Damn man. Xin đồng cổ chứ đâu. Cơ này phản cảm quá thiệt luôn á. Cơ này đưa hoàng hoàng vô không giòn rồi. Sử dụng quyền trợ giúp đổi người chơi. Trợ giúp từ người thân. Gọi điện cho người thân. Gọi điện cho người thân Batman kiểu. Gì vậy trời, sao đắt bụng quá vậy? Sao đắt bụng? Đắt bụng vậy trời. Không dám biết đâu. Hai bình xăng nó bỏ lên đây nè. Đây đâu rồi nè. Bỏ hai cái bình xăng lên đây. Má tao ho hoài đúng rồi. Tao là một người hay ho mà. Gì nữa vậy trời ơi là trời. Một chàng trai hay ho. Mệt quá. Rồi chìa khóa chân kia đâu nhỉ? Còn mày là sắp chết rồi chứ mới hay ho đâu nội. Không lao thì phải mua lao đó. Tụi nghe bánh kem, tụi nghe bánh kem đó, tụi nghe bánh kem đó. Tập trung mọi người, tập trung mọi người, tập trung. Thôi bỏ game đi, đừng chơi game, nó chơi tao nè. Mọi người có thể tập trung được không? Ok anh, nói em cái địa chỉ. Mọi người có thể tập trung không? Ok, tập trung. Có thật sự biết chơi game. Ê lượm kiếm cái kỳ lẹ đi chứ. Gom đủ xăng đủ máu rồi đấy. Mắc địch quá nè. Địch đi đâu ai nghe, hôm nay cái mic mình thu game tốt vậy. Cái bụng nó ổn vậy. Rồi tập trung chơi game. Giờ bọt cứt ra anh. Cười bọt cứt ra. Cười lời bú chỉ luôn. Tắt lại chim đi, mình lai lại đi. Tập trung nè. Ủa Hiếu đổi cao qua đó hồi nào vậy? Tao quay qua tao không thấy cao, tao chụp mình. Tập trung vô. Có ai phá cái cây đàn chưa? Chưa. Thôi phá cây đàn đi. Phá cây, phải lại gần á, phải có một người lại gần cây đàn mới có người tìm được cái chân kia. Kiếm được cái chân kia mới phá được nó. Gì vậy trời. Nam. Bây giờ đi tìm đi nha, giờ tôi vô tôi khều nó đó. Ủa cái phòng nó chơi đàn là phòng nào ta? Phòng để cây đàn á. Nó đánh đàn rồi. Nó chơi đàn em phòng để cây đàn á.
nhúng ở trên cây đàn đó luôn nè. Vậy hả? Vậy đi tìm cho, đi tìm cái chìa khóa rồi. Nó có tìm được nha, chia ra đi. À! Dạ. Bin bin bin. Vừa. Gì vậy trời? Cái gì vậy? Đúc bồ. Hưởng ứng đồng loại. Cộng hưởng. Game này tên là Devo, mọi người game bác ma, Hiếu có game dưới bình luận á. Chắc là bắt ma không? Chắc là bắt ma bắt hả? Hay là bị ma bắt không? Đấy, của tụi cuối cùng cái chìa khóa đấy đâu vậy? Gì vậy trời, cái trời ơi, cái game lên chuyện này thấy... Cái game lên chuyện này thấy ghê quá. Cái đó là địch thầy ẻ vậy? Người ta ở mắt vậy? Mà kêu mời Hiếu ổn, Hiếu lên tín hiệu SOS để ta cứu hiện. Không giòn. Ủa có bị bắt livestream không Hiếu? Mày có bị không giòn, không giòn. Dạ mày đâu? Má chết rồi, Hiếu bị ép livestream rồi người ơi. Trời, cuối cùng chìa khóa đâu vậy? Chưa hai chân anh á. Ôi, tao vô đây tự nhiên đèn nó chớp chớp nè. Ờ, dạ đúng rồi. Giờ là chuẩn bị có cái chân, giờ là chuẩn bị rồi. Giờ là cái chân kỳ đẫm đầy rồi, đúng đâu. Chớp chớp là chuẩn bị mất điện á. Chớp là bị khô mắt á. Rồi. Đây rồi, tôi nghe tiếng rồi, tôi nghe tiếng rồi. Rồi đúng rồi. Đây rồi. 2222. Không biết tôi vô đúng giờ nha. Đây. Trời ơi, chim hắc yếu tên rồi mày. Yamero. Yamero. Mọi người không biết Yamero là gì mọi người. Yamero trong tiếng Nhật là hãy dừng lại đi đó. Thường tôi có mặt hình tôi hay thấy đó. Yamero. Ồ quên. Yamero. Coi lộn phim rồi. Lộn phim anh Yamero đó là Yamero khác, nó lộn. Dạ ông lộn. Mang sang vào. Yamero nhẹ nhàng là lộn phim rồi. Nó bắn. Vô thông á sang vàng nè. Vô. Ba bên. Bốn bên đi Samsung đó. Ôi, tôi bỏ mấy cái mấy cái cuốn pin vô đây nè. Để có gì giải cứu những ai hết pin màn này. Ok chưa? Ừ đúng rồi, để pin cái này sao? Này đó. Hình như dư xăng rồi sao á? Dư xăng rồi. Dư xăng rồi, để tao rải xung quanh nhà thờ. Rồi đi nè. 12 bình xăng, hai hộp xúc. Xúc. Có ma kìa, mới đi gặp ma rồi. Ta rắm anh. Ta rắm. À có ai có chìa khóa băng không? Để cắt tóc, có cửa xe nữa. Hotel. Xúc xin cầu. Băng nó sáng với lại cái phòng kế bên băng. Ơ, đi đâu vậy tình yêu? Ê, chìa khóa này tình yêu. Cái này là gì vậy? Salon. Băng với kế bên băng đang sáng. Bà. Ôi, tôi nghe nó trong đó đó. Tôi nghe nó chậm á. Chứ mẹ cái này ngõ cục. Ôi, nó trong nhà, đúng rồi. Núp. Nó chậm á. Bên này. Salon bên này Hiếu ơi. Chỗ đèn nháy nè. Mở ra mày đây, có sách rồi. Thôi đừng. Yamero. Đừng dừng lại. Gì vậy trời? Gì vậy á, cái gì vậy sao lại? Ở Sheriff. Sheriff bên này, Sheriff bên trên cái cầu thang đối diện với lại cái phòng chai rượu đi qua bên trái. Má, em lầm được ba cuốn sách luôn nè. Đối diện với phòng chai rượu. Ừ. Đối diện cái phòng chai rượu á. Đối diện cái phòng chai rượu bên hông có cái cầu thang á. Anh ơi đi với em này cho mày lấy cuốn sách băng cái em có băng rồi vưng may. Đây. Lo ai vô đây cho mày với em á. Mày không này cũng vô. Ở đâu? Từ từ. Em đã cầm một cuốn rồi thêm với băng thêm cuốn nữa nè. Em đang cầm chìa khóa băng nữa nè. Em ở đâu? Em ở đâu? Xuống tầng hầm. Em đi. Có cuốn này, em bước ra cuốn hotel á. Cứ tơ luôn trong tôi chừng nhà. Ở đâu? Ở dưới tầng hầm nhà, dưới tầng hầm băng anh, em bước một cuốn ra. Ok. Trời. Ta rắm. Ủa bên này hiến tế chưa? Ủa? Chết rồi. Có gì giờ mở cuốn, mỗi người cầm cuốn nữa. Chưa, ta chưa cầm. Ta chìa khóa nhiều lắm mà tao không có... Ủa cái cuốn này là cuốn gì vậy ta? Hotel anh, hotel. Hậu đâu? Còn không biết chỗ kia đúng không? Xe lift bên này nè. Đây đúng không?
Ở trên bờ hang. Ở đây, bên đây, bên đây, bên đây. Với lại băng nút bóc. Đâu đi đâu á Hậu? Nè, đây nè, có chỉ cái đường lên đây nè. Đó, đi lên nhà đó lấy sách. Gì vậy trời? Nó trả lời đó. Bẩn thỉu vậy không? Đốt đi, đốt đi. Ồ Duy có cầm cuốn sách nguyền chưa? Đây đây, sách rồi, tế rồi. Ờ ok. Lên tế đi. Đốt nó, đốt mày đi, đốt đi hầu. Rồi đốt tiếp luôn nè. Cứu rồi. Ngon. Đi. Có bỏ pin thì bỏ lại chảnh nha, bỏ pin lên chảnh nha. Rồi, ổng vô trong luôn rồi. Ổng vô trong luôn hả, vô trong luôn hả? Vô trong rồi. Cái gì vậy? Rồi, ổng vô rồi. Ô, tưởng ổng bên ngoài. Ổng kia. Thăm ngàn, kịp ngân. Cái gì vậy? Cầm diêm theo đi, đi qua xe rứt nè. Ơ, sao nghe ổng đùng đùng ở đây á? Ờ, xe nó đùng đùng đây nè. Lên tầng 2 cái nhà này rồi. Thấy mẹ rồi. Nơi đừng. Anh ơi đừng thông phóng to chết mắt xe bắt anh đi. Tập trung nè. Tôi nghe đi đó, ở gần tôi đó, mọi người đi. Ông dưới. Oh shit. Nó gần trong nhà thờ lắm, nó gần trong nhà thờ. Oh shit, ông tới tôi rồi. Chìa khóa bên này sáng rồi, cái này là salon. Ôi chết rồi, chạy phải hiểu ơi. Ôi ông đỡ mắt ơi, ông đỡ mắt rồi, chạy đi. Chạy đi Zamero. Đi. Zamero. Chiếu được, khúc này vẫn chiếu được. Ủa sao vẫn chiếu được hả? Lên chính mới không chiếu được. Ok, chạy. Không, hồi nãy chiếu không được, giờ mới chiếu được. Không, cái đó khúc đó điện, chết rồi chiếu không chiếu được. Salon không, ai cầm salon không kìa. Có anh. Salon Hiếu. Mở cái salon đi anh, salon em thắp sẵn cái... nến rồi, nó sáng sẵn rồi, nó cầm sách thôi, tới rồi đốt rồi xong rồi. Xuống luôn. Quẹo phải luôn. Ơi, qua cái series bây giờ tôi tới sách rồi. Mình phải đốt nữa nó mới tới được. Còn bên lúc bóng là salon Hiếu. Bên salon là sáng sẵn rồi anh chỉ cần đến. Lên trên. Lên trên đi tới phòng cuối cùng luôn. Cái series này đốt đâu rồi? Đây nè. Ơ, à, đâu phải đâu. Mở, Hiếu mở cái này nè Hiếu. Đây, tao nè. Ủa đâu, cái này rút bóp rồi. Hiện tới đi. Ủa, mình tới mấy cái rồi kìa ta. Ủa? Look here, get over here. Yeah. Ủa, cái series đi. Ủa, series đốt luôn á. Ờ, ok đi. Nè, diêm nè. Em cầm diêm cho rồi, em cầm diêm à. Diêm ở ngoài đó nè. What's the rip? Nếu mà cầm sách tế rồi hay bị ta ghép. Tao cầm cuốn sách của Serif này nhưng mà tao chưa tới được. Ờ chưa, bây giờ phải là cuốn sách tới bên này nè. Cuốn sách này. Ờ đốt bóp đi cho mấy cuốn sách kia nó hiện lên. Nè cuốn này. Cuốn này là General. Tới kìa. General Stone. Shop mình cũng chưa có. Cái này là gì vậy? Ơi, cái này. Cái này là stable. Yeah, cuối cùng có người theo đuổi rồi. Cái này là xe rước. Đất à. Cái này là web đơn. Cái này là đậm lòng. Ủa sao tôi không thấy cái biểu tượng hình cái giường nhờ? Nó là hotel à? Ở đây, đây, chính giữa. Tôi lên tôi đốt sách. Wow. Man. À, man, thì biết man ở đâu rồi. Ôi, dạ. Chiêu. Đốt sách chưa? Đây rồi. Ơi, cứu. Còn sao giờ? Chạy dưới đi hàng. Cứu dưới phụ tôi nữa. Ông lên,
Có ai có đuốc không? Có ai có đuốc không? Diêm diêm. Go. No. Dạ. Chó này. Thôi em Lan ơi. Thôi em không làm gì đâu. Thôi anh. Tao giết được tao, sẽ giết được tao, sẽ giết được tao. Ừ chết rộng xuống. Ê, nó dưới hậu, nó dưới hậu. Chó này. À. Tao nghe tiếng nó báo rồi, nhảy xuống. Má nó sao nó báo hoài. Ê cầm diêm, hiếu có diêm chưa? Hiếu đốt rồi. Hiếu đang đốt cuốn sách. Cầm diêm rồi, em là cô bé bán diêm nè. Cô biết bán dê à? Damn. Đốt sách đâu đấy? Ừ, để tôi gọi điện cho ba mẹ con bắt Ma tao nói chuyện nè. À, cái này là cái gì vậy ta? Cái nón. Ủa, bên hình ngôi sao năm cánh là gì ta? Cảnh sát trưởng hả? Cảnh sát trưởng đang sáng nha. Đâu rồi. Lại đây cứu nè. Bò ra đây. Ok, bò được. Em cầm sách anh đi đốt cho. Con ma nó dám cầm quyển sách của tao. Ủa, con người hả? Ủa em cầm anh cái gì hết, nói gì hết. Tưởng con ma không? Nhìn em cũng giống con ma. Còn một cuốn sách ở trong phòng nữa. Hên quá anh nhớ. Hồi nãy anh cũng mới nghe, hình như nó ở dưới cái khúc cái lầu hay gì vậy. Mà đang có mấy cuốn sách rồi ta, đang đốt mấy cuốn rồi. Ôi. 3/10 Ôi, cái ông ma ông thấy đó rồi kìa. Thấy ở đâu? Chớp. Ai da. Trời ơi, ông đứng ngay luôn chứ. Ông tới cái chớp rồi đó. Hậu ơi, thầy Hậu ơi. Nghe. Ôi, 5 cuốn rồi hả? Xe đếp sáng rồi nào. Ờ, mà cuốn xe đếp bị bắt rồi. Bị bắt rồi hả? Ờ, nãy nó tao bị bẻ cổ mà. Khúc nào ta? Em ra đi đây. Nói với... Ê mẹ ơi. Ba, cái này ma này nhiều quá. Tao lắm anh. Cứ để thời gian cho qua nữa, bỏ ra đi. Thôi chết tao rồi. Cái gì vậy? Hên quá không dí nữa, mừng ghê á. Hiếu là anh đang thằng Phan mà. Không nô cái gì đấy. Bên kia. Bởi sách nè. Sách năm cánh. Ông vào. Xe rít nó sái hả? Qua đi. Chớp đèn à, ổng đang ở đây mà không biết ổng đi từ bên trái hay đi bên từ bên phải nữa. Đây nè, ổng đây nè. Tao tới xe rip luôn nha. Chạy. Vô xe rip đi, em khóa cửa cho. Vô. Chạy anh, ôi em mắc cỏ rồi. Vậy thì em đi. Ma nó cắn tôi quá. Vậy thì cút đúng rồi. Bị ổng bẻ cu, chết. Gì vậy? Đi lên. Zalo. Ồ. Tự nhiên cái cửa kính nó tự bể luôn kìa. Ảo thiệt á. Haki bắn. Tới tấm lành là nhiều may mắn nha mọi người. Hello mọi người đi kìa mọi người. Tao không tính nhiều tự nhiên cái mày. Tự nhiên cái BD à. Hello mọi người đi kìa mọi người. Gì vậy? Gì nhạy cảm vậy? Ơi nó kìa. Đông quá vậy. Em trong chuồng ngựa sáng. Ở đây có máu không? Hình như không. Không, tôi chơi cái game này giờ tôi hết sợ rồi mấy ông. Quen rồi. Giờ chỉ là nó khó thôi. Giờ tôi bị hù vô đâu có sợ nữa đâu. Không sợ đâu, thay quần đi má. Để lát nữa đâu. Ok, lát ra. Không có máu rồi, ai cứu cái thằng ở trong cái chuồng ngựa đi trời. Rồi luôn. Oh shit. Sao ông ở ngay đó luôn hả? Cái ông nào ở ngay chuồng ngựa vậy? Kiếm máu đi chứ. Kìa anh, get go. Nó trên nhà thờ nha. Sao nãy giờ ông bờ ra đi mày? Máu nè. Máu ngoài giữa đường nhiều lắm luôn
còn hậu nữa, sát anh giật quanh cú mày đó. Rất gì anh? Hình gì? Có hình nè, cây súng nè, cây súng nè. Đây là weapon á, chạy lên đầu làng lận. Làm cái chìa khóa của weapon chạy. Nó ma nhiều quá. Weapon ánh sáng, weapon ánh sáng nè, đâu? Đâu mày đâu anh? Ở dưới cuối cùng chạy xuống đây. Lẹ đi, cái ông ma ông tới bây giờ á. Ông tới rồi kìa. Ủa rồi cái rồi. Mở chưa? Rồi. Nhiều. Mình lấy được ta xui. Trời ơi. Cảm giác được nhiều người theo đuổi à. Hiện tại đi ta cùng vào cho. Đi đi. Anh hiểu cái quan này. Cái sao không, của anh chưa, nó chưa có sáng, nó chưa có sáng. Cái cuốn sách của anh là cái hình hotel của em. À, cái gì ok, 5 tố rồi, ta cầm 4-6 rồi hả? Bây giờ còn cái chất nữa, từ từ đốt nha, giờ đốt là cút á. Floating store. Chạy qua hotel của con, nó sáng chưa? Sáng rồi. Giờ ông chạy đi bên ngang em qua nè. Ờ lên đấu không muốn sáu mà nhẹ mà. Có ai bị đốc vậy? Ờ cũng sáu nè. Có đốc. Alo, ủa ai bị đốc vậy? Đây nè anh nè. Nó đứng ngay chỗ anh á, để anh bòi. Giờ máu ngay chỗ này, máu ngay chỗ này. Ma nó chạy theo tôi luôn chứ. Bảy cuốn rồi. Con ma nó đó. Shit. Ta-ram. Cứu được không vậy? Con ma ở đây á Hoàng. Ông cứu ra anh thiếu đèn rồi. Shit. Nó ra kìa. Ê nó chạy hướng kia, nó chạy lên nhà thờ. Cứu được. Ờ ok ngồi. Ê, em thiếu đi. Thiếu ma kìa, ai bị nấm cái giò kìa. Nó lên nhà thờ. Okay. Bây giờ mình còn đang thiếu gì nữa vậy? Thiếu chuồng ngựa với lại cái lâu tiên là mới có chín à. Thiếu cái chuồng ngựa. Mình mới có 5 chuồng ngựa. Ôi, ông ba tới kìa. Má đâu mà nhỏ không à. Cái này là ơi thiếu à. Má đốt kim cuốn nữa nó mới sáng lên nữa hả? Hai cuốn bên kia rồi. Một cuốn đang gắn ở trong cái chỗ đó với lại hai cuốn để ở ngoài nữa hả? Là 8 rồi hả? Không, 7 rồi. Bây giờ để coi cái nào đang sáng kìa. Kế tiếp là cái đó đó. À, hình như là cái chum. Cái chất chứ. Cái ngựa. Chạy ra đi, tao đóng cửa nè. Chạy ra lẹ. Go. Ở mở cửa luôn hả? Chứa được lần nữa, hầu. Chạy. Oh shit. Thôi bye bye. Để cứu hậu ba len, tôi cứu hậu ba len không có được. Dở quá, giờ ba ông ra chụp tay ổng lại đi, tôi hả bù khu nha. Ôi à, cái cuốn sách nó rớt ngoài đây hả, tưởng cái cuốn sách nó rớt trong đó là cút luôn á. Rồi, cứu bé. Lên từ địa ngục đi anh. Hình như là mấy cái cuốn sách chưa hiến tế thì cái con đó nó không có lụm chạy. Còn hiến tế rồi là nó hốt nó chạy á. Hiến tế rồi là nó không chê nữa. Đúng rồi. Cái sách đang vô dụng thì nó lụm chi. Không chê. Ok. Bao nhiêu cuốn rồi? Mày có cái đứa này bị gục có đang ở ngay máu không vậy? Bà lên trước nữa đi, bà lên trước nữa đi. Cuốn này qua cuốn nè. Go. Come it. I'm here baby, let's go. Trời, ông ấy điên rồi kìa. Chạy. Nó cắn tôi mọi người. Chạy. Nó bùng khung tôi. Chạy thôi. Ba đợi lâu sao hết pin tai nghe nó vậy trời. Cái tai nghe giục đi mày ơi. Ông tới. Ông dưới lầu. Ông dưới ngay đây này nhảy xuống là muốn luôn á. Đừng có nhảy xuống. Ông chuẩn bị chạy lên đi xuống. Ông đang ở dưới á nha. Ta bò lắm mà. Cái ông này sao đứng để cái tóc che hết mặt ra rồi. Cái gì vậy ông ơi? Mẹ ông bắn em rồi, shit. Mày ơi, mang thôi lưng quá vậy. Ông đi rồi. Bao nhiêu cuốn sách rồi mọi người? Ờ, 7. Thì đây là 8 rồi, 5 ấy.
tới 5, còn 2 cuốn đã tới rồi với 1 cuốn chưa tới nữa. 8 rồi. Dạ thế em. 8 rồi đúng không? Đúng rồi. Còn cái còn cái phụ nữa. Với lại cái Starball. Có ai biết cái Starball ở đâu không? Starball chung ngựa đó anh. Cái chung ngựa. Ồ vậy hả? Vậy mà tôi tưởng cái chung ngựa là cái chup chứ. Nãy giờ đi tìm quá trời. Có được có cái chup tôi cầm mà. Tôi tưởng cái chum, tôi tưởng cái chung ngựa là chum. Chung ngựa sáng tạo hơn, giờ anh thấy chung ngựa là tốt rồi. Đi rồi, địa nước đầy đủ rồi, đợi mọi. Ok, ok. Ôi, ổng qua, ổng qua, ổng qua. Chỉ đi rồi chạy, chỉ đi rồi chạy. Chạy, 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 chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Run, déjà vu, I just wanted to play before. Chạy, 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 chạy. Nhảy, nhảy luôn nha, nhảy luôn nha. Ôi, mọi người canh chiếu chiếu đi. Nhảy đi. Chưa, chưa. Chưa, 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 nhảy đi, tăng, 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 tăng. Mọi người chiếu bớt mấy con ma đi mọi người. Ok. Xử lý Starball đi. Mày làm gì đó vậy Hoàng? Đang ngồi ăn củ rơm anh. Đúng chứ. Ha, nhân danh thủ lĩnh thẻ bài, ta đã lệnh cho ngươi cởi đầu ra. Dám hết đâu. Đây nè, nó tới kìa. Đây là, để tôi lấy cuốn sách tôi chạy. Còn thiếu một nữa thôi, còn thiếu một nữa thôi. Trời ơi, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Thiếu cái cuối cùng là closing á, cái đầu là. Có ai giữ chìa khóa đó không? Chưa, bóp mấy mà nhỏ, chưa bóp mấy mà nhỏ đi. Ôi, hình như là phải đốt một cuốn nữa, cái đó nó mới sáng lên. Ở dưới tối hôm mà. Ở dưới tối hôm mà. Ủa, có một quyển chưa sáng nè, cuốn hotel nè. Ừ, chưa có. Bây giờ mình phải đốt, chờ ở dưới nó mới sáng. Đúng rồi. Đi ăn, đâu đi. Từ từ. Rồi đốt luôn rồi hả? Đốt cuốn 6, đốt cuốn 6 à. Lý tôi xử lý được. Có còn gym không? Hình như không biết hai chỗ đó có gym không nữa. Go, get go, đi. Đi nè, ai đang cầm cái khách sạn? Tao. Nó gặp á. Cái hình cái nón của ai đang cầm không? Chưa có ai nhặt được clothing hết. Clothing chưa ai nhặt hết hả? Đúng rồi. Nó trong nhà. Nó trong nhà băng coi không? Nó thiếu, là thiếu. Chiếu mấy con ma đi chạy. Nó ra ngoài kìa. Chiếu ổng. Chạy đi. Ok, chạy. Nhảy luôn rồi, tăng. Nhảy đi. Nhảy xuống luôn hả? Đúng rồi, nhảy đi. Chưa, ổng đâu có dí nữa đâu, từ từ. Chưa, mình phải xuống dưới mà, chứ mình đứng trên chi nữa. Chiếu bớt mấy con ma trên đây đi. Mình tàn sát. Mình tàn sát mấy con ma trước đi cho tụi nó đừng có gom mấy cái cuốn sách đi. Cái clothing chưa có ai có hết hả? Má chú ai lụm. Chiếu rồi. Ê, cái hotel đang sáng nè. Chạy đi. Nhảy đi. Cái hotel đang sáng nè, tôi đốt luôn rồi nè. Ai cầm cái hotel vô lấy cuốn sách nè. Tao cầm hotel. Vô đốt đi lấy đi. Cái clothing hả? Đây đi kiếm chìa khóa clothing á. Má ơi không kiếm được ra chìa khóa clothing là ăn cứt. Ê, vô đây chiếu mũ đi coi. Bị cái gì? Đốt cái vô hotel này ông ơi. Hiện tế, rồi con ma vô, ông ơi. Dạ, đi nào lên đạn á. Đó. Có ai tìm được cái lâu thân vô rồi, nó hóa điên rồi đó Hậu. Ở đây nè Hậu, đứng ngay đây nè. Có gì nó chạy ra rồi chiếu nó nhảy xuống được. Nó chạy ra hai mắt đỏ, shit. Đứng ngay đây. Ra. Khùng quá, nó không có chạy tới đây đâu. Rồi cái ông kia sao chết rồi. Bốn con ma. Trời ơi. Ổn không? Để con ma nó hết búp đã. Hoàng cứu con kia đi Hoàng. Không có máu á, đem đây đi tìm. Tôi đi kiếm máu, đó. Đường giữa, ngay giữa nhà, ngay giữa đường nhiều máu lắm. Đây, ngay chỗ này. Vụ mấy con ma tới đây chiếu nó bớt đi Hậu. Không, không chạy dưới đất mà. Không chiếu đi kìa Hậu. Ổng không có tới đây đâu mày, đam mê tao chơi nhiều lần rồi. Ở đây nè, cái khúc này nè, tao bị nhiều lần lắm rồi mà không có bao giờ ổng tới đây hết á. Có chìa khóa clothing là ăn rồi. Thấy không? Bây giờ là mình chiếu hết mấy con ma ngoài đây luôn rồi nè, giòn chưa? Ôi, ổng bắn tao.
Ông không có tới đây được đâu, mày cứ yên tâm đi. Anh chịu được mấy bác anh? Không sao, không sao, yên tâm anh câu tham cho ổng nha, ok không? Thôi da. Chưa. Hai kia tìm được cái long thinh đã. Chưa, có tìm được. Em đi tìm anh. Nhiều bác nhỏ. Chiếu ông đi rồi nhảy xuống hậu, Chết rồi tao rồi, ôi tao nhảy xuống không được. Mày yên tâm đi, tao hết, tao chơi khúc đó nhiều lần rồi, tin tao chưa? Tin rồi, tin nữa. Trời ơi, mà giờ mình đừng không đứng nữa đó. Ủa, nó đâu rồi ta? Ê, đứng ở bên kia đó. Bác lột thì có đâu ta? Tao nó ngồi nó đúng sắp. Trời ơi, nãy sao tôi nhảy không được á trời. Không giòn. Nó rên quá luôn. Mọi người biết cái chỗ cái chỗ tôi đang đứng có máu nè. Clothing cho cá, clothing kìa. Thôi tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ bò lên trên cái đỉnh tháp nha. Trên cái đỉnh tháp cái khúc cái chòi cao á, có một cái máu lên trên cứu tôi. Chết mẹ con ổng đi anh ơi, chứ cửa nhà em nè. Có ai đang ở trên đỉnh không? Ơi cái ông nào kìa, cái ông nào ra đây bên này nè. Ông Hoàng. Chạy vô trong đó Hoàng, chạy vô trong luôn, trong đó có máu, bên tay trái thấy chưa? Ông Hoàng thấy chưa? À thấy rồi. Cứu tôi lẹ ông Hoàng ơi, ma nó tới nó cắn ông Hoàng kìa ông Hoàng. Ok ông Hoàng. Thank you ông Hoàng. Trong nhà ủa? Sao ông Hoàng bị gục nữa rồi? Đi thằng này chơi cái viên cắm đá bèo vô có máu. Đây. Ở đâu? À đây. Thấy rồi. Rồi đủ chưa? Đủ cái lâu thinh rồi đúng không? Sao tích tu ghê đờ, chưa có mở cái thùng lô thinh đi chung cái. Chưa, lô thinh đi đầu làng á. Đầu làng này cái đầu theo nè, hậu khô theo vô cúng đi hậu. Cúng đi đâu cô vợ mày. Em có vợ nè. Ờ đi cô vợ cái lô thinh đi. Ủa, vậy vậy tôi đi dưới dưới, đi. Có lửa chưa gì? Có anh diêm đầy đủ rồi, điện nước đầy đủ rồi. Lửa miễn phí mà. Duy hiến tế luôn rồi nha, Duy tế luôn rồi. Đóng cửa lại, Duy phải đóng cửa lại, nó không có biết. Thấy mẹ rồi. Đóng cửa lại, nó không có vô, Duy yên tâm. Không có Duy đúng không? Tụi có. Cái thùng đâu. Trời ơi, Duy lẹ đi Duy. Má con mà nó gấp bụng sắt đi rồi. Bỏ đồ ra mày. Để cầm máu nha, đủ hết rồi đúng không? Đủ rồi đúng không? Còn cái hotel cầm lên chưa hậu? Rồi. Trên đó có đèn, ở trên đó có đèn rồi. Nó có nhặt, nó cũng nhặt vòng vòng ở đó à. Ở trên đó có hai cái đèn thắng rồi. Ủa, 1, 2, kia là 3, ngoài này hai con cầm sách nè. Đủ rồi đó. Ở đây con cầm nè. Ê, nó đi đường đó lên đó kiếm ơi. Cãi nó. Mày, ổng đi đường em. Đi đường ơi. Hết đèn. Bây giờ một ông nào đó dụ ổng chạy xuống dưới đi. Là giòn luôn á, là binh luôn á. Em dụ nè. Ok, chơi hơi tới nè. Hiện tới nè, thắng rồi. Tới đi. Ok mà. Khoai đã, thiếu một cuốn. Lấy chưa? Lấy lại nữa. Đi đến trong vòng đây có không? Đâu, nó ở bên ngoài nhà lớn. Dạ, ở đây đi, mấy ông tới đi, tôi đi ra, tôi săn nó cho. Bổn sách nó vô. Ê, có ai ra cô vợ cái không? Nó ở ngoài rồi, nhưng mà tôi hết đèn rồi. Bên tay trái trong góc. Cầm sách vô. Vô này xôi thắng rồi. Đổ xăng vô. Ok, lấy đi. Chiếu chưa? Hiện tới. Ê, chiếu. Cái cuốn sách đâu? Trời ơi. Tuyệt chơi. Ủa sao hậu cầm cuốn sách mà hậu để nó bơi? Tao cầm cuốn sách mà chạy vô, có ai chiếu hụt đâu. Tôi được có sang không ai. Trời cái gì vậy trời vậy mà thua. Thua
Sao tôi kêu chiếu chiếu mấy con không hiểu luôn. Không hiểu luôn. À mình đứng mình đổ xăng nó cắn chết luôn. Vậy mà thua chứ xàm thiệt chứ. Làm gì? À là cậu nghĩ sao tôi chạy không ai chiếu phụ nữa. Mày bị cái thằng ma chùm bá. Mày chạy tới là thắng rồi. Cày thế nhờ. Hồi nãy nếu như mà có một cục đèn pin nữa là thắng rồi. Má xui thiệt. Hồi nãy Hoàng Vũ ổng đi luôn rồi, nó ổng trong vòng lại. Hồi nãy thằng quỷ hậu chạy thẳng lên đi là ngon rồi. Thẳng cái tao ra tao đang ra tao che để ổng hốt tao chứ mình tự nhiên mày cầm sách mày để ổng giết. Má em lấy nguyên cả tính mạng em đẹp lừa. Mà quả đó, mà cái quả đó thằng hậu có chạy tới được nữa cũng thua tại vì nó đổ xăng không kịp. Hết pin rồi. Vậy lỗi của con mày đó, mạng sống của em đã câu giờ. Tại Hoàng á. Lỗi tại lỗi tại con ma. Không tại. Lỗi tại tại viewer đó. Tại mấy ông á. Câu mấy ông không mà. Coi ông con Vũ. Dạ này. Dạ mày đâu. Bắt chuyên đi ngủ anh đi. Đứng này đồ nét gì không đọc đâu. Có gì vậy trời. Vậy cái nó cười không hiểu cười gì luôn. Không phải, tự nhiên tao thấy cái nhà nó đèn rồi tao biết ở trong cái gì vậy? Sao đằng kia bị gục rồi? Tắt đèn cái bỏ đèn lên cái bị chơi luôn anh. Chém. Mày hổng không vậy? Bất ngờ chứ nghe. Của em ơi, ổng đi vô cái quá bình rồi. Lại tự nhiên gục vậy ba? Hổng gì ba? Nhìn đây, nhìn anh xinh đẹp quá em. Biết chơi game không? Biết chơi game không? Không không biết chơi game không vậy. Ổng bè, bè. Bè. Tập trung nha mọi người, tập trung nha. Tập trung đi tại không tập trung. Giờ chơi mà không tập cái này dở, đáng lý mình nên để cho một người cầm chìa khóa thôi. Cho một mình ông đó cầm hết tất cả các chìa khóa luôn xong cái ông đó chạy từ trên xuống dưới. Mày đi. Thì bảo vệ ổng. Rồi cái lúc ổng ừ, nhà có bảo vệ lắm. Severus. Severus là cái gì? Ma à, mấy này. Cái hoạch như thế nào? Tập trung, tập trung, tập trung. Mọi người tập trung dùm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy anh đang cầm gì vậy không? Đủ cho. Đủ rồi anh. Rồi có ai đi hốt chìa khóa thì đã. Đi kiếm đèn về đã, kiếm đèn về đây. Có hai cái đèn rồi, có hai cái pin. Mang đèn về cho mẹ. Phải cỡ 4 cái pin á. Mang đèn về nha, bằng sáng nha. Mang u pin về cho mẹ. Trời ơi trời, ma kêu ma kêu. Nice. Ồ, tôi lấy được đèn rồi. Tôi có cái salon với cái general. Salon. Saloon, saloon. Saloon. Mà cái gun này gớm quá. Cái gun này gớm quá luôn á trời ơi. Ờ cái địch thấy ẻ gì á. Ẻ con chùi á mới ghê trời ơi. Trời ơi phá đảo cái game này lẹ lẹ giùm cái chứ cái con này dơ quá. Sạc nước miếng rồi chết. Trong bốn này không là tội nghiệp với tội nghiệp viewer lắng nghe mấy thứ tục tiểu này. Trời ơi, đó, mình có bao nhiêu cái ống pin rồi, 4 ống pin. Lần này tao nói mày không thắng nữa tao chặt. Ủa, có rồi, còn có 10. Còn 20, chặt. Giá này không thắng chặt. Chặt cái là còn 10 sang. Tao nói được, làm được. Ôi. Chặt cái nữa làm con gái. Ôi, ôi sao tự nhiên cái ổng đi nè, ổng đi xuống nè. Em là con gái à. Em là con gái à. Ủa sao hình như á, hình như đi sau lưng ổng là, đi sau lưng ổng là ổng đi phía trước mình luôn á. Lên. Bước vô tiệm dài dội bước ra. Ở gì không đôi nào đẹp bằng đôi chân. Gì mày? Đôi nào cũng đẹp trừ đôi ta. Tụi bay đi hết vậy, tao đổ xăng tụi bay đi hết vậy. Của em đây. Tình yêu của tao là đúng tiểu thuyết vậy. Có mở có kết nhưng nó không có hạt. Ghê vậy sao? Ghê vậy sao? Ôi xét mồi. Trời xét mồi mẹ em xét mồi chạy chạy. Mất dạy không? Bạn bè vậy xong nó bỏ bạn bè nó chạy. Lỗi cái nó vô nhà kìa. Ở đó đi, tao chạy rồi. Nó đang mập.
phải body Android nó đi. Body Samsung. Body Android là gì vậy trời? Vui không? Vậy là vui chưa? Vậy OS nữa. Gọi cái gì vậy? Lô thêm nè. Sao ổng đi cái gì mà ổng đi đùng đùng trên người tôi được luôn á? Em thấy ổng ăn trước trong khi ổng đi đường sau quá trời heo. Ổng đi qua tao luôn rồi. Ổng chê tôi luôn. Ổng chê tôi luôn. Ngắn quá, ngắn quá. À, hiện tại đang có chuồng ngựa với lại xe rip với lại ba chuồng ngựa với lại băng, có chuồng ngựa với lại băng là đang sáng đó. Ờ chuồng ngựa em mở rồi, anh đi lấy sách đốt đi. Không phải. Thiếu cái bidet thôi hả? Ờ chuồng ngựa nhưng mà chuồng ngựa không có diêm. Dạ bắt em rồi. Anh ơi đừng bắt nữa. Chuồng ngựa diêm. Diêm chuồng ngựa. Làm ơn lấy diêm chuồng ngựa. Cầm đây, cầm đây. Làm chán ông rồi. Oh shit. Oh shit. Hiện tới luôn đi hoàng, hiện tới luôn đi hoàng, anh chiếu không cho. Ok, 2, 3 rồi. Tới cái gì nữa hoàng ơi, tới không kịp em ơi. Thôi em ở trọng chơi giọng đi nha, em chơi giọng nha. Chúng em yên bình mối tình, mình hẹn ăn chiếu sau. Cái gì vậy? Anh Dũng ra, mày tới đi, mày tới đi. Tôi nói thiệt ra là không có ai tốt như mày bằng tao luôn Hoàng. Tới đi Hoàng. Anh Điệp. Cầm lộn sách, đây đang tới nè. Điệp ơi, mai lên lên chút thầm đông và xin. Trung tập trung nè, thắng tên này nè. Thắng tên này. Ok. Giải trí, giải trí rồi. Ở trong chuồng ngựa có một cái hình cái kho store của một người nó lên vô ấy. Nó nói cái gì vậy trời? Nó nói cái gì mà tao hiểu cái là tao dậy cà đạch luôn á. Trong chuồng ngựa có một cái quyển sách đó anh làm rớt ra đó. Ra là vậy. Gì mà nhiều ma vậy? Đức mê tao hả? Thắng tên này nha. Tên này cứ như lời nãy mà nói đi, đứa nào thua trận này cặc chặt cung hoàng. Để cái em âm 10 răng luôn á. Ở đó ở đó bao nhiêu cuốn sách rồi? Ở trên nó có 4 cục pin luôn á, ở trên nó có 4 cục pin luôn, không thể nào mà thua tên này được, tôi thề luôn. Âm 10 răng là. Bây giờ mình thề gì nè, Thì đó thua trận này chặt hoàng. Thầy này sót cơ. Trời ơi, nó dặn cái cần cổ của anh, rớt cái cuốn sách ngay cái chỗ cái nhà rớt cuốn sách rồi. Ủa cổ đầu nào anh? Nó dặn cái đầu nào cũng chết hết á. Ở đây có máu luôn, cũ cái luôn. Không em ơi. Cũ cái luôn. Máu ở dưới luôn, máu ở dưới lầu luôn. Ở dưới lầu em ơi. Ê, thiếu. Nhìn mày thấy này. Dưới hầm á. Dưới hầm. Đây. Em nhanh hơn. Ok. Cái kinh kim dơ bọn. Người ha, tà dâm thường có quỷ theo sao? Cái gì có cái cửa mở hoài vậy mấy đứa? Rớt sách rồi. Từ nãy tôi làm rớt cái cuốn sách nào ở bên nhà nào không nhớ nữa nè. Ê, có quỷ gì cầm. Cái vấn đề là hồi nãy anh bị nó bắt ở đâu? Trời ơi, bị bắt đâu không nhớ. Ôi, ơi, tự nhiên ông đứng yên chỗ luôn, ông đứng ông giữ cái cuốn sách luôn rồi tao chịu luôn á. Chiếu mấy mai giùm coi mấy đứa. Ông đứng ở đó, ông đứng nghe cái cuốn sách luôn. Ông chuẩn bị đi, ông chuẩn bị đi ra khỏi cái cuốn sách rồi. Lên cái lầu này, lên cái chỗ Hiếu nè, Hiếu ở đây, chỗ này để biết chơi nè. Mở ra, đây, có salon rồi, ơi, Hiếu tới rồi. Con. Thiếu diêm. Serif. Chú ngẹn cầm. Serif. Serif, tao cầm, Hiếu tao cầm. Nhảy ra rồi, chuẩn bị nhảy ra, chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không được về nhau. Ông đi ra ngoài rồi. Ông ở nhà cái bên rồi. Ông với tao đó.
Tao đóng cửa, tôi gió bạn rồi, tôi đóng cửa, tôi gió không rồi. Chị em làm gì đó đi anh. Trời ơi, nếu em coi phim sẽ gài ba em phát hiện nói gì cho Ngọc rồi nếu. Trời ơi, coi chung mà. Trời ơi, chịu luôn em, cái trường hợp đó của em thì anh chịu luôn á. Anh có người thằng bạn đang quay tay, bà gặp mặt kìa. Gì vậy trời. Ờ, có thiệt nha mày, mà tao không tiện nói tên thằng đó, tao không tiện nói tên thằng Hiếu đâu. Hiếu giấu tên. Ờ, bạn Hiếu giấu tên. Không tròn. Gì vậy trời. Sao nó đặt đều vậy mọi người? Gì vậy? Ai đặt đều gì vậy? Cái đó giống với cái mà... Ờ, mai. Ờ, cái gì vậy trời? Mi đem. Thầm đẻ ra con. Ở đâu vậy? Mẹ nó quay tay. Ủa, cái gì đây? Cái gì vậy trời? Sao cái này tôi không... Ủa? Mọi người, sao cái này không tới được? Lộn phim rồi. Ơi. Thằng nào đốt đến? Đốt có hai cục à? Trời ơi trời ơi. Mày chơi vậy rồi thôi nghỉ mẹ chơi gì nữa. Mày hay quào tao quá hả? Đưa hộp diêm ba cái đốt hai cục. Vậy con gái còn lại làm điếu thuốc. Trời ơi là trời. Còn mở hết sách chưa? Chưa còn. Tao lượm luôn cái chuyện thứ 10 rồi đó. Tôi còn cái saloon với lại cái general nữa. General cái dù ngựa. Cú men. Sao lên kìa, sao lên không? Chết kìa. Ui, bắn em một phát rồi. Chạy đi. Chạy nó lại. Bắn đi anh ơi. Chạy đi. Không đi hướng nào. Chết. Bắn khi nào chiếu xong cái mắt nó tỏi ta ghét rồi. Sao em chuẩn bị đi rồi. Chết. Tạm biệt mọi người. Chuẩn bị em mất thêm 10 xăng ở đây. Hư, ông vẫn ở nhà thờ không? Cuốn sách, cái con ma nó lấy đi ra ngoài kìa. Trời ơi, trả lại cuốn sách đây cho em anh hai. 6 cuốn rồi. Tới luôn đi. Tới luôn đi. Đổi luôn đi em ơi. General đi nè. Ai cầm general. Ma nhiều quá. Rồi cái gì mà. Rồi tôi đang đứng cái sau lưng đó luôn. Đang tới đó. Tới rồi đó. Đổ xăng vô đi em. Đổ xăng vô đi. Rồi anh xúc nhầm em nha. Chuyện ma vô tha em đi á. Ma tha Ides, một cái con game rất hay. Ok, anh chơi mà em đéo hiểu mẹ. Thôi mà. Anh chơi sao mà anh còn không hiểu mà. Ủa cái weapon. Cái weapon hình như tôi đốt rồi. Weapon. À, Saloon and Zanazo. Ơi, cứu bé. À, con ma này trên sách nè. Mày bỏ đồ ra mày. À, nó đây hả? Thì ra là nó ở đây. Để quăng sách ở góc kia. Sao cái thằng nào mà nó... Tao thiệt cái tao không biết là thằng nào nó tao bực lắm á nha. Hồi nãy á, thì bên kia nó đốt hai cái nó mình bỏ. Đây nó đốt một cái, không đâu đốt nữa. Như em anh. Chia ra. Mà làm vậy chứ gì Hoàng? Có Hoàng hả? Chỉ có Hoàng hả? Làm vậy đó đây, chỉ đang anh. Mày làm vậy gì? Đang đi xuống, sao tao đóng cửa lại cho Hoàng chết. Có ai đó làm mồm ấy. Mày làm tao giật mình mà. Có ai đó có thể cầm diêm lên trên đây giùm cái không? Hỗ trợ tôi đi. Mày bị cái gì cô vợ má? Tao đốt sách nè. Sure. Em đây, đây anh cho em. No problem. Sure. Cái tiên hiếu không mày. Lượm cái đó đi Hoàng. Lượm sách đi em, lượm sách đi. Vô theo rồi, xuống đi. Lượm sách đi Hoàng. Em lượm sách đi ra. Cái lượm sách đi, lượm sách đi. Em biết chơi game vậy. Rồi nhảy xuống đi Hoàng. Em nhảy được không Hoàng? 2-2-2, chuyên nghiệp đó Hoàng. Rồi hiện tại đang là tới cái nào nữa? Tới chỗ nào sáng nữa rồi? Đốt đi, mọi người đốt ở trên đó, mọi người đốt đi. Mà chạy đi Hậu. Chạy đi cho cô vợ nè. Cầm sách. Vụ gì? Có một con ma cầm sách đó xong rồi em dí nó học cái sách nó chui dưới lòng đất luôn rồi. Khủng hả má. Ôi chỗ này nó đỏ lên nè, ảo thiệt đấy. Anh lậm đây nè. Mà ảo thiệt á, cái cuốn sách ở dưới đất luôn gì? Cái cuốn sách ở trong lòng đất luôn hề chó thiệt.
Dập ra đây đi, dập ra đây đi, dập ra đây đi để biết. Còn cái xe này rồi tôi nữa đúng không? Còn đốt vậy cút luôn, đốt vậy cút á. Để 6 thôi, để 6 cuốn rồi là thắng rồi, 6 cuốn là được. Ôi, đàn pin lấy 4 cái mà lấy hết cuộn rồi. Đây nè, chú ơi 1 2 3 4 nè. Đừng có xài em uổng á. Đây nè, đi xuống nè, đi xuống nè. Co ve đổ xăng cái co ve em, đổ xăng cái. Co ve nữa hả? Ủa nó sáng sẵn rồi mà. Co ve hay là ca ve em? Co ve em là gì? Không có không có hang động em á. Trời ơi, tự nhiên hang động em á. Nghe nó hề chó à. Mice, Mice Stone. Mice chưa, ai đang cầm gì có Mice. Mở rồi. Mice hoài. Ôi, bot ra, bot ra, bot ra. Này phải đi hai người rồi. Mai nhỏ quá, Mai nhỏ quá. Ơ lộn, Mai nhỏ quá. Ở gì giờ, mấy con Mai nhỏ nhiều quá. Má nói hồi để biết nói gì luôn. Tôi cũng hết pin luôn rồi, thôi cứu trời. Ơi, không giờ mà ở đây không có gym. Thôi chết mẹ rồi. Chơi hết game này nghỉ chơi nha. Tình bạn có chắc bền lâu. Ơi, cứu tôi cái được không? Ma nó dí tôi đà, ông nào ở bên đó có thể cứu tôi đây cái được không? Ma nó cắn tôi quá nè, sau lưng nè. Cây này nữa nè, cứu cây coi, cứu cây coi. Thằng này bò tí. Hay vậy, hay vậy. Tôi cứu, tôi cứu cho, tôi cứu cho. Hay không, hay không. Tại sao thằng này bị gục rồi? Đây, 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 đây. Máu, máu, cầm máu vô cứu này đi, nó rên quá. Không có, tôi cầm máu nè. Rồi thôi chết rồi. Ê, tắt đèn hết, tắt đèn hết, tắt đèn pin hết, tắt đèn pin hết. Tắt đèn pin hết. Ra tắt đèn pin hết. Tắt đèn pin hết, ở yên này đi, ở yên này đi. Ổng không có vô đâu. Cuốn sách tao sáng mừng luôn, cuốn sách tao sáng mừng. Ổng không có vô đâu, không có vô đâu, yên tâm đi. Hay không, hay không, hay không. Đây con lửa nguyên phí nè. Bây giờ kiếm máu, bây giờ đi kiếm máu. Đây 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 hồi nào đi gọi ba cuốn rồi đây tôi có bình xăng nè ở trong đây hình như có máu có cuốn này là em ơi đừng khóc luôn tôi chứ anh xe bắt em đi Hoàng ơi anh cứu được mày hả Hoàng chạy nha Hoàng chạy nhanh hết mức nha em chạy nhanh hết mức nha Hoàng chạy nhanh hết mức nha Hoàng ơi chạy đi Hoàng chạy đi Hoàng tao chiếu phụ vậy nè má chiếu không kịp. Má cứu Hoàng chi ổn quá à, nó ngu quá à. Nó cầm, cuốn sầm nó cầm, nó cầm cuốn sách nó bay ngoài nhà thờ kìa. Đi vô, đi vô, đi vô, đi vô. Bắn em 2 phát, mày lừa bố mày. Lấy cuốn sách của còn bye bye nữa là 9 cuốn rồi nữa. Đây nè, giờ đang có 9 cuốn, chỉ còn 1 cuốn thôi, cái cuốn tôi đang cầm á. Đi. Ủa chìa khóa ai đang cầm á, chìa khóa ai đang cầm á. Đi theo tôi lấy cuốn mini nè. Đi đi đi, nhưng mà để tôi cuốn súc vật, ai quên rồi tôi cuốn. Hay lên cuốn. Quên, để tôi đi cứu kia đã. Ôi, ông này dưới đây luôn đi ơi. Không ổn, cô vào được không, có cô vào được không, có cô vào được không, để vậy. Má ơi ma, cái gì mà một đống vậy hả? Ta lấy cuốn sách tao tế rồi, tao đem lên nhà thờ luôn nè, thua ra thì nó thôi nghỉ game này. Rồi giờ chạy lên nhà thờ, chạy lên trên, chạy lên trên. Đây này, tới cái, tới cái. Cứu cái, cứu cái. Chiếu giùm cái rồi chạy lên nhà thờ, chạy lên nhà thờ. Fuck you. Thờ hậu đứng này thôi. Ê, tao đứng kia mày mà. Tao luôn sao đứt mày. Cầm lỗ mày ghê quá, chê. Chê là, chê rồi. Xong chưa, xong chưa. Ông tới, ông tới, tôi dụ ông đi nha, tôi dụ ông đi nha, tôi dụ ông đi. Ôi, ông bắt tôi đây. Tôi hết đèn rồi, tôi hết đèn rồi, tôi dụ ông được. Dầu khoan đốt, dầu khoan đốt. Dầu khoan đốt, giờ còn 6 đúng không, cứu cái đi, đủ 4 người dễ thắng hơn. Đường nào hả, đường nào. Ông bắn lên người anh rồi, shit. Ở luôn chú hậu luôn, chú hậu đít con ném luôn. Ủa sao ông hậu ao rồi? 3, 6, 9, 9 cuốn à, game này, game này là game nốt viên, game nốt viên. Thiếu một người rồi. Ngầu là không? Thôi để tôi bò lên trên cái tháp nha. Ôi, ổng trước cửa nhà thờ, tờ heo mà. Đừng có đụng vô ổng, đừng có đụng vô ổng, để ổng chạy đi. Ở trên nhà thờ có máu, ở trong này có máu, trong này có máu gì? Trong này có bên ngoài, có máu, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Bên ngoài đây, bên ngoài đây, thấy chưa? Ủa, đủ 10 cuốn rồi, đủ 10 cuốn rồi đó, giờ đó. Mở đóng cái cửa này là phải đóng cái cửa này lại, đóng cái cửa này lại mới qua được. Rồi cứu tôi cái này, cứu tôi cái. Ôi, cha chiếu kìa, chiếu ma kìa. Lên trên đầu đúng không? Lên 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 lên
Bây giờ tôi không có cầm sát, tôi sẽ có nhiệm vụ dụ ông đi ra ngoài nha. Okay, em ra ngoài. Đứng ngoài nhà thờ đi rồi. Gom sát được không đã? Chết mẹ giờ sao ta? Chạy về, chạy về, chạy về. Chạy đường kia, chạy đường kia, chạy đường kia. Mình lên cái hotel á, mình lên cái hotel á. Em không tống được rồi, ông bắt rồi. Lên đây, đúng rồi. Đúng rồi, phải lên cái hotel. Ủa, có đốt sát không? Hoàng, Hoàng có đốt không? Hoàng, em có đang cầm sát không Hoàng? Không, không cầm gì hết đó, có một con ma cầm, có một con ma bên ngoài cầm. Ê, mọi người tập trung ở đây đi, để dụ mấy con ma tới chiếu nó lần đó mọi người. Đây, nó đi qua hướng kia rồi, lên. Từ từ. Mà cướp rớt khỏi quần cũng chứ. Mẹ. Thằng Hoàng đâu rồi, có nào để cứu nè Hoàng. Đây, anh em ở dưới địa ngục lên đây, I'm coming. Cầm máu đi, hết cầm máu đi. Ta đang cầm máu sẵn, Chạy đi Duy, cô vào cho Duy, Duy lên trước đi. Mọi người lên đi nha, tôi đi cứu Hoàng cái. Ma càng ơi, ma chiếu ra đây. Thôi chết tôi luôn rồi. Thôi tôi chạy, anh chạy cho Hoàng. Ok, em bò nhà thờ xong. Ê, em bò vô trong chuồng ngựa để anh cứu được, em bò vô đây để anh cứu cho. Ấm như này muốn cứu rồi nè, đốt cái xong rồi nè. Hoàng ơi. Ê, anh đứng 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 cứu vợ tao đốt nha. Tôi nhiều niềm pin lắm. Từ từ, tao cứu cái rồi tính. Tao cứu được, khỏi cứu, tao cứu được. Ok. Bây giờ tao bắt đầu đốt luôn nha, lên không? Okay, hên cho mày á Hoàng, hên cho mày á. Mới hên là anh có kỹ năng á em. Lên, đổi đạn kìa, sao lưng được Hoàng. Có con ma nào, coi xung quanh cái con ma nào cầm sách chạy không? Không. Đủ rồi đúng không? Đóng cửa lại hết đã. Ok, lấy pin sẵn đi. Đại tu với lại Hoàng cầm pin cho. Mọi người chỉ cần đổ xăng thôi. Để tao chiếu. Mọi người đổ xăng đi. Một người xiến sách. Đổ xăng đi. Ủa? Đâu xăng trên đây, xăng trên góc, xăng trên góc. Sách đâu, thiếu cuốn sách rồi. Ok, thắng rồi, tên này thắng rồi. Tao nói mà, tên này mà thua chặt. Thôi, không được, phải thắng trên này. Em ra cửa, em tăng cho. Ơi mình đốt liên tục á, mình đốt liên tục cái ông bị đứng yên. Là sư má cuối cùng cũng thắng được cái màn quỷ này. Học trần với tôi à. Rồi xem ông bị tra tấn như nào nè. Ok, trời ơi mày 5 triệu, 400 triệu mày. 400 triệu 400 triệu, 2 triệu. Thôi nghỉ nha. Đồ ok nghỉ rồi. Thôi đốt nhà thờ luôn hay á. Ok bye bye mọi người. Trời ơi, cuối cùng tụi tôi cũng phá đảo được nha mọi người. Đúng là không có trò gì mà chúng ta không phá đảo được hết. Trước khi video kết thúc, Hiếu có một thông báo nhỏ nhỏ dành cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn nào có kinh nghiệm về content hoặc là edit phân tích game thì hãy mau chóng gửi hồ sơ công việc về mail qlmna@box.studio để được làm việc và đồng hành cùng với Hiếu Ba Lên nhé. Bye bye mọi người.